Đất nước Hàn Quốc được biết đến với một tên gọi khác là xứ sở kim chi. Món ăn này được coi là ẩm thực truyền thống và không thể thiếu trong bữa cơm của người dân đất nước xinh đẹp này. Và không phải ngẫu nhiên mà kim chi trở thành một nét văn hóa vô cùng đặc sắc tại quốc gia này. Vâng, và tạp chí sức khỏe của Mỹ đã từng gọi kim chi là một trong năm loại thực phẩm có lợi cho sức khỏe nhất thế giới với khẳng định rằng là món ăn này giàu vitamin và giúp tiêu hóa tốt và thậm chí là còn có thể có tác dụng phòng bệnh ung thư. Và mới đây các nhà nghiên cứu Hàn Quốc đã công bố món ăn này có thể điều trị được bệnh này. Theo các nhà nghiên cứu Hàn Quốc, trong kim chi có chứa vi khuẩn axit lactic vì đây là món ăn lên men do đó khi ăn vi khuẩn này có thể giúp ngăn ngừa các bệnh về da như viêm da dị ứng viêm da mãn tính để đưa ra được kết luận các nhà khoa học đã tiến hành thí nghiệm trên loài chuột bị dị ứng da sau 45 ngày ăn kim chi, bệnh tình của những chú chuột này đã giảm xuống khoảng 40%. Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu từ năm 2014. Kết quả cho thấy axit lactic có trong kim chi có khả năng kích hoạt các tế bào tăng cường hệ thống miễn dịch và ngăn ngừa dị ứng. Đây là cách chữa dị ứng da mà không hề có tác dụng phụ. Nhóm nghiên cứu cũng cho biết vi khuẩn axit lactic cũng hữu hiệu ngay cả khi chúng đã chết, do đó họ đang lên kế hoạch làm kim chi thành thuốc hay cho vào những loại kem dành cho trẻ em. Bởi theo thống kê năm 2016 được đăng trên tạp chí Scientific của Hàn Quốc, thì 10% trẻ em ở độ tuổi từ 1 đến 7 đều mắc phải những căn bệnh viêm da hoặc dị ứng.